G'day, Kings Canyon. Xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Trong video những điểm chưa khắc phục trên Switch thì mình thấy có rất nhiều anh em đã góp ý thêm một điểm khó chịu nữa, đó là giá game cao quá. Ờ thì cũng đúng, thà là những siêu phẩm được đầu tư hàng chục cho đến hàng trăm triệu đô la như là God of War hay là The Last of Us hay là Spider-Man trên PlayStation hay gần hơn á là The Legend of Zelda Breath of the Wild thì chúng ta cũng thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra khoảng 1 triệu rưỡi để thưởng thức đúng không? Nhưng game trên Switch thì đa số là kinh phí không cao mà giá game lại quá tầm khiến cho nhiều game thủ cảm thấy bất công. Vậy nên trong video này sẽ là câu trả lời cho câu hỏi liệu có game miễn phí trên Switch mà đáng để chơi hay không? Có chứ, và đó là những game gì thì cùng xem hết video này nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Swagger and big time rewards to set yourselves apart in this metropolis of knockout opulence. In this party won't... Darkless có thể xem như là một trò chơi kết hợp giữa lối chơi săn quái vật của Monster Hunter với lối đồ họa của Overwatch vậy. Bạn có thể chơi co-op cùng bạn bè, lập team để cùng nhau đi săn quái vật, chế tạo vũ khí và áo giáp giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì xét về tổng thể, Darkless vẫn chưa thể so sánh được với Monster Hunter khi mà cốt truyện chưa có chiều sâu cũng như là những màn săn quái vật chưa đặc sắc lắm. Việc game cho phép tải miễn phí có thể là một điểm cộng để game thủ có thể chơi thử trước khi đến với Monster Hunter. Compete against the pack in the online battle royale game Pac-Man 99. This game is available. Pac-Man biểu tượng đã rất thân thuộc với game thủ với lối chơi đơn giản và cổ điển. Sau 40 năm, nay Pac-Man đã trở lại trong chế độ battle royale mới với 99 người tham gia tranh tài cùng một lúc. Game vẫn sẽ đưa bạn vào mê cung quen thuộc cùng với những màn săn ma đã mang tính biểu tượng, nhưng game sẽ thêm vào nhiều cơ chế giúp cho bạn gây thêm khó khăn cho người chơi khác và cũng như là hãy phát huy hết khả năng của mình để trở thành người sống sót cuối cùng. À mà lưu ý rằng Pac-Man 99 miễn phí tải nhưng yêu cầu người chơi phải tham gia gói dịch vụ Nintendo Switch Online trước đó đó nha. Nếu anh em nào chưa biết những lợi ích khi tham gia gói dịch vụ này là gì thì có thể xem lại tại video, đường link đang hiện ở phải màn hình nha. The key to victory lies in sleeping ghosts. If you chomp these stationary, slumbering specters, they'll multiply and form a ghost train. Grab a power pellet, then get ready for an all-you-can-chomp ghost buffet. By pulling this off, you'll overwhelm opponents with a ghostly nightmare. But that's not the only tool at your disposal. Make use of four power-ups to gain an advantage, like one that doubles your movement speed. You also have four targeting options, such as Knockout, which targets opponents on the verge of losing the game. Use these power-ups and targeting options to be the last Pac-Man chomping in the end. Become the best of 99. The Pac won. Pac-Man 99 launches April 7th as an exclusive offer for Nintendo Switch Online members. And if you're looking for a nostalgia trip, optional paid DLC packs containing classic Namco themes and offline modes will also be available at launch. When the bombs fall, most shelters will provide minimal protection against the horrors of nuclear war. Thankfully, Vault-Tec has manufactured... Một tựa game rất hay lấy bối cảnh thời kỳ hậu tận thế khi mà con người không thể sống được trên mặt đất bởi những thảm họa hạt nhân thảm khốc, mà giờ đây thì chúng ta phải sống trong những tầng hầm trú ẩn dưới lòng đất, xây dựng lại một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cũng như là đảm bảo những chỉ số phát triển toàn diện cho mỗi cư dân. Và nên nhớ rằng những mối đe dọa trên mặt đất vẫn còn, hãy cẩn thận với chúng.
into the very picture of vault life. Choose the ideal dwellers. Send them above ground. Protect them from threats. And of course, help facilitate the repopulation of this great nation of ours. That's how we build a brighter future together. Underground. Start building today. G'day, Kings Canyon! Faster, faster! Apex Legends là một tựa game Battle Royale hảo hạng trong thời gian vừa qua và cũng vừa đặt chân lên Switch cùng với PC, PS4 và Xbox One. Trò chơi mang tất cả những gì mà một tựa game Battle Royale thường có: hạ cánh từ bầu trời, nhặt nhạnh những trang bị cho mình, vòng bo không ngừng thu hẹp và sự căng thẳng, hào hứng của thể loại Battle Royale. Nó còn có những ưu điểm mà những tựa game đi trước không có, như là tốc độ khung hình rất ổn định, hệ thống binh, đồ họa đẹp, vân vân. Step up. And just share will be waiting for you down there. After this, we should hang out. No Man's City là một tựa game arcade mới đầy màu sắc và vui nhộn cho game thủ Switch. Bạn sẽ bước vào một trận đấu bóng ném đầy hấp dẫn, không chỉ gói gọn trong một sân đấu nhỏ, mà là một bản đồ rộng lớn với nhiều kiểu địa hình khác nhau. Bạn có thể tận dụng nó để lẩn tránh, triển khai chiến thuật cho team mình. Người chơi sẽ phải kết hợp nhiều kỹ năng như là ném và bắt bóng sao cho thật chính xác, né tránh những cú ném của đối phương và di chuyển thật hợp lý để hỗ trợ cho đồng đội. Sẽ mất đến 2 lần ném trúng đích mới có thể hạ gục đối thủ, nhưng game sẽ hỗ trợ một loại bóng nổ đặc biệt sẽ phát nổ ngay khi vừa chạm vào đối phương và knock out ngay lập tức. New League Play, where you can make a name for yourself in 1v1 or 3v3 ranked matches. New crew contracts, where the more you play together, the more you can unlock. And a new way to play every single week. So what are you waiting for, brawlers? Grab your friends and hit the Knockout City Block Party. It's gonna be a blast. Literally. Overwatch thì có phí, nhưng Paladins thì không. Nếu rất mê Overwatch, nhưng hiện tại bạn vẫn chưa có đủ tài chính để mua game, thì có thể thử qua Paladins nha. Mặc dù tạo hình nhân vật khá giống, nhưng trò chơi vẫn sở hữu những cơ chế chơi khác biệt so với tựa game của nhà Blizzard. Hơn nữa, bản đồ trong game cũng rất đa dạng và gameplay tốt, đủ để game thủ cảm thấy thú vị khi chơi. Hệ thống thẻ bài bổ trợ thêm cho tướng cũng khiến cho Paladins có nhiều chiều sâu chiến thuật hơn. Cho đến nay, Fortnite vẫn là một tượng đài của dòng game Battle Royale với số lượng người chơi rất đông đảo, kể cả khi tựa game này đặt chân lên Switch và hoàn toàn miễn phí. Đây không chỉ là một tựa game sinh tồn, chọn ra người sống sót cuối cùng trong mỗi ván chơi, mà rất nhiều điều bạn có thể làm trong game như là thu thập tài nguyên, vũ khí và các công cụ bổ trợ. Chính những điều đó đã tạo nên một Fortnite độc đáo, không giống với bất kỳ tựa game Battle Royale nào khác. Tuy ở Việt Nam thì Warframe không nổi tiếng lắm, nhưng trên thế giới đang có hàng chục triệu người chơi là đủ để chúng ta thấy sức hút của trò chơi là như thế nào. Tựa game bắn súng co-op online cực hấp dẫn với 4 người một team, mang lại trải nghiệm chiến đấu siêu thực với những vũ khí tương lai và những công nghệ ngoài vũ trụ.
Tuy nhiên thì không giống như nhiều tựa game bắn súng khác, thường tập trung vào yếu tố shooter. Khi mà người chơi gần như có thể tấn công đối thủ bằng súng đạn từ xa, thì Warframe lại đưa vào nhiều yếu tố hành động đi kèm một chút yếu tố stealth. Bằng chứng là bản đồ trong game sẽ có rất nhiều chỗ ẩn nấp, bạn có thể di chuyển cẩn thận để tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện. Rocket League là tựa game online thể thao kết hợp hành động đưa game thủ vào một trận đấu bóng đá. Nhưng thay vì việc điều khiển các cầu thủ, thì người chơi sẽ được điều khiển một chiếc xe đua, sử dụng các cú hút của mình để cố gắng đưa bóng vào lưới. Nhìn cách chơi funny như vậy, ít ai nghĩ rằng tựa game cũng có giải đấu eSports cho riêng mình với những đội tuyển tranh tài vô cùng chất lượng. Trò chơi cũng đang được đầu tư nghiêm túc bằng việc phát hành thường xuyên những bản cập nhật mới, cung cấp thêm nhiều xe mới và event mới để game thủ có thêm sự hào hứng. Trò chơi miễn phí mang theo loại MOBA mang đến những trận đấu 5 năm khốc liệt với những vị tướng chính là những chú Pokemon vốn đã rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người. Pokemon Unite mang đậm tính chiến thuật đồng đội và những khoảnh khắc ngôi sao sẽ khiến cho cục diện trận đấu thay đổi nhanh chóng. Tuy game đang ở giai đoạn sơ khai, không nhiều Pokemon mà bạn có thể lựa chọn để chiến đấu trong game. Thế nhưng với cơ chế chơi mới lạ, cùng yếu tố hoàn toàn miễn phí cũng đủ để thôi thúc rất nhiều fan Pokemon thi nhau vào tranh tài rồi. Mình cũng đã có một video giới thiệu những kiến thức cần biết trước khi chơi Pokemon Unite. Nếu hứng thú, mọi người có thể xem lại tại đường link đang hiện ở góc phải màn hình nhé. Ơn trời, Advance 9 cũng có mặt trên Switch luôn. Một tựa game đua xe tốc độ đã quá nổi tiếng trên các thiết bị di động. Cho đến hiện tại thì game vẫn được update thường xuyên với hàng loạt đường đua mới và xe mới v.v. Tổng cộng có đến hơn 90 xe hơi đua cho bạn phấn đấu để sở hữu, cùng hơn 100 vòng đua lấy bối cảnh trên khắp thế giới. Chế độ đua solo hay multiplayer cũng được cung cấp, cùng nhiều event diễn ra liên tục để bạn có thể tham gia hàng tuần và nhận được những phần thưởng giá trị. Sky Children of the Light là một tựa game nhập vai phiêu lưu của nhà phát hành Dash Game Company, có chất lượng rất cao và đã từng làm dậy sóng cộng đồng game thủ Android và iOS trước đây bởi trò chơi chứa đựng cốt truyện đầy hấp dẫn và mang tới những trải nghiệm sâu lắng cùng gameplay giải đố và khám phá những bí ẩn tại vùng đất thuộc vương quốc trên mây. Người chơi sẽ nhập vai trở thành một thiên sứ được vị thần bầu trời phái đến để tìm cách nối lại sự liên kết giữa các vùng đất ấy bằng cách là truy tìm những chòm sao mà giờ đây xuất hiện dưới hình dạng các vị thần. Sau đó giúp họ lấy lại ký ức, khôi phục sức mạnh và trở về bầu trời dưới dạng những ngôi sao. Nay game đặt chân lên Switch cũng hoàn toàn miễn phí, rất đáng để trải nghiệm nha.
Ok, 12 tựa game rất hấp dẫn trên đây. Anh em có thể sở hữu toàn bộ mà không tốn một đồng nào. À mà nhớ lưu ý, một số game có thể yêu cầu gói dịch vụ Nintendo Switch Online đấy nhá. Nhanh tay tải về trải nghiệm thôi, còn chờ gì nữa. Chúc anh em chơi vui với 12 tựa game miễn phí này. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video về game Switch lần tới trên Học viện Gaming nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.